chương trình radio Cà Phê Sáng. Chúc cho tất cả các cô chú, anh chị một ngày mới thật đẹp và bình an. Lời kinh trong lòng bàn tay 11. Chiếc áo ấm nhất, bền chắc nhất được dệt nên từ những suy nghĩ hiền hậu, từ tâm niệm không sân hận, không kết oán thù, không khởi suy nghĩ ác. Một trong những khoảnh khắc ấm nhất trong đời người là khi nhìn lại những ngày giông bão đã qua và thấy trong những ngày đó ta đã không bỏ rơi chính mình. Một lần khởi ác niệm là một lần bỏ rơi chính mình, để mặc cho những biến cố lấy hết những điều thiện trong lòng đi. Một lần kết oán thù là một lần bỏ rơi chính mình, để mặc cho sợi dây oán thù quấn quanh đời mình muôn nghìn mối. Một lần khởi tâm sân hận là một lần bỏ rơi chính mình, để cho ngọn lửa hận thù của thế gian mặc tình thiêu đốt. Một lần thôi hiền hậu là một lần bỏ rơi chính mình, để mặc cho những khắc nghiệt cuộc đời xô nghiêng. Khi nhận ra thứ đáng giá nhất mà con người có thể sở hữu được chính là trái tim bình yên, chúng ta sẽ tự biết cách chọn chất liệu thích hợp, dệt cho mình chiếc áo thật ấm, thật bền, khoác lên người đi qua thế gian vô thường. Lời kinh trong lòng bàn tay 12. Có những người bạn đối đãi với nhau như hoa, ấn tượng nhau bởi danh vọng, địa vị, quen nhau bởi nhan sắc, trở thành bạn với nhau bởi những điều phù hoa. Còn ở lại với nhau cũng chỉ nhờ những điều phù hoa bên ngoài còn chưa mất. Hoa còn đẹp, người ta cài lên tóc, kết thành vòng, đeo lên đầu, lên tay. Hoa tàn, người ta bỏ đi. Thanh xuân chỉ là một nét vẽ rất ngắn trong bức tranh đời người. Danh vọng, địa vị, quyền lực, những điều phù hoa luôn rất mong manh. Có những người bạn rất mong manh, có những người bạn sẽ không ở lại khi chúng ta chẳng còn gì nữa. Khi bắt đầu từ đâu sẽ kết thúc tại đó, đến từ phù hoa sẽ theo phù hoa mà đi mất. Người rung động trước một người bạn lung linh phù hoa, hay cay mắt với một người bạn cũ. Chương trình đến đây là kết thúc. Nếu thấy hay, xin hãy đăng ký kênh để nhận thông báo clip mới, like và chia sẻ để bài được lan tỏa trên cộng đồng. Chúc cho khán giả của An Lạc Radio sức khỏe, bình an, vô lượng, phước lành. Hẹn gặp lại chương trình lần sau.